Báo Son Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21:15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Con ngựa tại vì em thấy cái đuôi ở đây. Con này giống con ngựa chỗ nào ta? Chứ chắc con ngựa bên đây này biết à. Chắc biết à. À, tự nhiên nhìn lái kỳ quá. Gì vậy? Dạ gì hả? Không. Đây là một loại trái cây vùng nhiệt đới. Wow. Có hộp ở giữa, đúng không à? À. Đúng không nè. Và cái trái này hình dạng hình tròn. Và nó có những cái lông 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 tui 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 ra. Đó là con quài. Mà sức mạnh mà đợi con mãi. Thôi bây giờ đọc em đọc cho mấy câu lên. Con không có về. Hiếu ơi, đừng kỹ quá, tới đây cũng chết à, Hiếu ơi. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Mọi việc lại càng khó khăn hơn. Trước hai câu. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Đó là lũ quý. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Mọi việc lại càng khó khăn hơn. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Con chim công xòe nát xòe tay. Xòe nát xòe cánh đau. Chứ cánh có gì? Lông rồi, nấu vô con chim công xòe lông. Đúng rồi, xòe lông làm gì? Con chim công xòe lông quạt. Trời ơi, con chim lông. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi. Vậy đẹp quá. Nhanh. Đây là phiên bản con nít, đây phiên bản người lớn vẽ nè. Trời ơi. Hiểu, Linh sẽ hiểu, em tin Linh sẽ hiểu. Gotcha. Là gì? Con rùa. Chính xác. Yeah. Thời gian bắt đầu. Ơi, sai rồi. Để con gì á? Có 10 giây à? Sai. Để đẹp lên nha. Con người quá. Em không gành đâu. Ok. Hết giờ. Đồ cái gì vậy má ơi? Đừng làm. Nhanh vậy đi. Làm nhỏ nhẹ đi, đưa cái mặt cho Hải coi là biết rồi. Chị bằng mình cái mặt ơi. Tượng hình nhất có thể nha. Rồi, ok. Cái gì vậy anh? Được. Hết giờ. Giờ không khó thì có khó. Cái gì vậy? Anh thề luôn, cái này không biết luôn đó. Cái gì vậy? Sao tự nhiên có cục nhỏ nhỏ dưới đây vậy? Và đó là em nghĩ là một em nghĩ là một một chú hề bị mai miệng lại. Một chú hề bị mai miệng. Thật ra đó là một con khỉ. Trời ơi. Trời ơi, như nó
Thì nó qua đây nó phải mất trứng. Là vẽ cái hình con đó rồi, cái đuôi là được rồi. Ờ. Tại anh biết anh bị vẽ, bị nhân hóa quá. Trời ơi, ông Khỉ phải có cái đuôi chứ. Lượt chơi đầu tiên 1-0 nghiêng về đội Mãi Vô. Lượt chơi của đội Mãi Vô. Quy vẻ đẹp lắm, tôi nhìn tôi biết gì liền. Quy vẻ đẹp lắm, tôi nhìn tôi biết gì liền. Chơi giống như biết đề trước vậy á, chưa nhìn luôn. Vẽ cỡ này là tập trà trước rồi chứ không nào mà thấy mà vẽ nhanh gì được hết trơn. Cái này phải ghi hơi sồn tháng. Trời ơi, hôm kia đã không có thực lực rồi mà còn ồn nữa. Đây. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Nhanh đi, có 10 giây thôi. Trời ơi, qua đây. Ủa? 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 Em thấy sao em dễ vậy đó? Ủa? Gì vậy? Tranh triều tượng. Suy nghĩ đi, đừng hỏi nữa. Picasso còn phải hỏi mà. Này chắc em đó là... Này tiên cá. Này tiên cá. Ban đầu nó là cái gì Huy? Dạ rong biển. À. Ủa chứ em nói là cái gì Hiếu? Em thấy là anh vẽ những cái ngọn lửa le lói và lửa nghề của anh. Trời ơi, ngọn lửa le lói. Nó nói anh đang vẽ lửa nghề le lói của anh, còn ba cộng lửa thôi. Trời ơi. Anh Huy, anh vẽ cái này em tưởng là cá, còn cái này cái đuôi, tưởng cái này tiên cá. Rong biển nè. Rong biển nè trời. Cái này là rong chơi. Những nét vẽ rong chơi. Rồi bây giờ là đội ai thông minh hơn học sinh 2000 đêm. Đây nè, cho mình đi không, chơi thôi. Không, đủ lỡ em coi rồi. Đây rồi, rồi em vẽ em ra rồi em coi. Thôi sao? Hết giờ. Mở. Hết giờ. Trời ơi, chưa gì hết trơn, áp lực quá. Trời ơi. Ôi, trời ơi, anh vẽ cái gì anh? Trời ơi. Lâm ơi, vẽ gì đã? Con trốn. Con trốn. Trời ơi, Lâm anh vẽ gì anh Lâm? Rồi, tiếp. Em ơi. Trời ơi. Nó đây. Trời ơi, nghĩ thằng nhỏ em tôi biết. Con trốn. Em. Em tôi biết. Rồi, bảy nè. Trời ơi. Rip, đó là cái gì? Nó là một con chuột. Anh nghĩ là con gì? Anh nghĩ là con chuột. Con chuột ngậm cái muỗng hả? Trời ơi. Trời ơi, mọi người ơi, sai từ nơi bắt đầu. Nè, anh Lâm có đường nhìn, con voi. Nè, chứ con gì mà cái mũi dài vậy? Ở lượt này không có đội nào ghi điểm hết. Rồi, bây giờ chuẩn bị. Thời gian bắt đầu nha. Wow, ôi, ok ôi. Nha. Con này dễ đoán nè. Đúng rồi. Chính xác. Đẹp quá. Chính xác. Được rồi đít. Ok. Khủng long rồi. Ok á chú. Hay á chú. Hết giờ. Cái gì hả? Rồi vô chơi. Con gì? Điểm mặt hả? Rồi, là đó là chị em, anh xăm môi em. Sao lem nhem vậy? Môi em vậy? Lem nhem quá. Anh dễ má cho, anh dễ má. Anh xăm môi cho.
Thì cái con này thì nó cũng rất là giống em. Đúng. Đúng không? Đúng không? Đúng sống ở đâu? Nó là một cái loài thủy quái ở dưới nước. Đúng. Trên bờ sống được mà dưới nước sống cũng được. Đúng. Và đó. Cá sấu. Đúng. Nó giống con cá sấu chỗ nào vậy? Tại nó xấu. Chị, nó xấu thì thể nó xấu không? Thể nó xấu ngang em không? Bên đây vẽ giống nha, vẽ đẹp giống á. Ờ, cá sấu. Đây là cá sấu lai ca cá mặt. Ủa này giống con heo đường nha. Không, em mà nhìn con này em không biết cá sấu nha. Đúng rồi. Anh Hải vẽ như cây súng vậy trời. Tuy là vẽ thì nó đã bị thất bản qua tới bản thứ tư ha. Nhưng mà mọi người đều nhìn ra đó là con cá sấu đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dẫu sao thì các bạn cũng được thêm một điểm rồi. Là đang vẽ ha. Vẽ. Kiều Minh Tuấn quay đó. Chị ơi, phải cho lấy mấy cận em chứ. Không, chưa cần cận em, chị chưa lấy. Thôi, lấy em nhìn qua đây, nhìn cái mặt em vậy. Rồi, đó. Ráng Quy ơi. Cái gì nữa hoài vậy? Quá là không kịp rồi đó. Không, đề khó quá. Khó quá hả? Cái khó gì vậy? Giống cái kia chắc. Phán đoán các bạn, phán đoán, nhìn hình mà phán đoán. Cái này là nhìn ta phán xét thôi chứ không phán đoán được. Phán được. À ha ha ha, không biết ha. À, ok. Cái đó giống đó mà biết là hiểu không? Sáng lên mẹ già ơi. Đó. Đó. Trời ơi trời. Đó. Nè. Sao? Đó. Đó. Dễ vậy. Rồi, ok, xin mời mẹ già thuyết trình ạ. San hô. Em vẽ đó sao em nhìn ra san hô được. Tại đâu có vẽ được, nhìn bên đây thôi. Yes. Tại vì đơn giản thôi. It's a fish. Yes. Nè. Water. And the ocean. Yes. Là trong biển chơi rồi. Yeah. Ở dưới đó chỉ còn san hô. Wow. Ok. Quá dễ, con này dễ. À, em vừa liếc. Em vừa liếc cái gì? Hết giờ. Trời ơi, cái gì vậy? Không kịp. Này dễ biết luôn á. Em dễ không kịp. Thôi em dễ con này. Tôi xin mời Dương Lâm đưa ra kết quả của mình ạ. Con mũi nhọn. Con đây là con con chim heo. Con chim mẹ. Con chim mẹ. Con chim heo. Em mới là con chim mẹ. Có con đó, chim lợn. Có. Nè cái con heo nè mà phải không? Con heo mũi nhọn. Không, vậy không kịp. Em biết con gì mà em vậy không kịp. Con gì vậy? Trời ơi, em biết con này mà. Con gì? Chuột. Con nhím. Trời ơi. Đúng rồi, quan trọng cái gai. Không, từ đây con nhím mà qua đây như con cá nóc. Em tưởng anh vẽ sai, xong anh gạch. Nhím nè, xong nhím lai chuột nè, xong chuột lai heo nè. Rồi, chim heo luôn chim. Từ thêm vẽ cái một gùi đó là em xuống nha. Trời ơi, bôi đi. Bôi đi. Rồi, chuẩn bị nha. Ôi, em biết. Trời, con gì vậy? Trời
Rồi xong rồi, đi rồi, đi rồi. Tuấn ơi. Gì vậy? Hết giờ Linh ơi. Rồi xong rồi, đi rồi, đi rồi. Tuấn ơi. Gì vậy? Dễ đi kìa. Cầm từ Tuấn. Ủa? Hết rồi, hết rồi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Con bò, con bò. Con bò. Dạ kiểu này thì chỉ có con bò thôi. Đây để em đoán. Con ngựa. Con ngựa tại tại vì em thấy cái đuôi ở đây. Con này giống con ngựa chỗ nào ta? Chứ chắc con ngựa bên đây này biết à. Chắc biết à. Đâu? Không có. Con em biết là con ngựa nhưng mà em cố gắng vẽ cái đuôi cho dài dài nè. Em không có kịp vẽ cái bờm. Ngựa mới quát xong. Đúng rồi. Cái bờm nãy đã dặn. Em phá đội tôi. Không, nhưng mà con cái đuôi là signature là cái đuôi nè. Tôi nào chẳng có đuôi. Nhưng mà anh vẫn đoán được ngựa đúng không? Tại vì em thấy cái đuôi. Ờ. Tại không có cái bờm anh Giang không coi được. Đúng rồi, phải signature. Em vẽ ok lắm, con này em. Ủa con gì vậy? Con gì vậy trời? Ủa cái gì vậy? Không chưa? Hết giờ, hết giờ, qua kia. Hết giờ luôn. Đi rồi, đi rồi, mẹ già tôi đi rồi. Ngày xưa, ngày xưa. Yes. Wow. Khi thế giới còn chìm trong chiến tranh. Yes. Wow. Thì ta cái muốn mong muốn nhất là gì? Qua ba bên. Đúng vậy. Thì đây là con chim. À. Đó. Con chim sao? Ở giữa của mình cái đầu, cái đuôi. Cái gì? Theo những gì mà tôi được truyền tải thì tôi nghĩ đây là con chim bồ câu. Rồi, đó là chim bồ câu đúng không? Đúng câu vậy. Trả lời các bạn. Theo bản gốc của anh Tuấn thì em nghĩ em nhìn vô cái signature. Đó là cái bộ phận này thì nói chung là bốn chân nó giống giống nhau. Nhưng mà em thấy là có cái điểm nhấn ở đây là cái sừng. Thì em nghĩ đó là con tê giác. Cái này làm gì có sừng? Có đó. Tôi thấy người Anh thôi. Ngày xưa, ngày xưa, ngàn năm trước rồi các kiểu. Tôi thấy người Anh ok, tưởng là họ tẻ đường này nhưng mà trả lời là kiểu khác. Tôi có cái hình coi. Tôi nghĩ đó là con tê giác. Tê giác. Ủa nhưng mà anh đoán cho bằng cái này là cái gì? Em đừng có tay ủa hả? Em đừng có ủa. Không, em đừng có ủa, em vẽ em phát hiện ra rồi. Trong tim em có nội gián. Đúng. Phá đâu, đâu có đâu. Con đội trưởng. Con này. Ủa chứ tôi luôn vẽ sai hình mình. Tê giác trời ơi. Nha. Cho tới đây là mới rụng sừng. Nè, tê giác lai bồ câu nè. Tê giác lai bồ câu nè mọi người. Rồi, đây là lượt cuối của các bạn ha. Không có liếc. Không có liếc thấy. Là như con Sam ấy gì. Không có nhìn à. Cái gì vậy? Còn dễ dễ thôi. Xong chưa anh? Ồ, đẹp quá. Ủa
Nó chỉ thế này thôi. À, tự nhiên nhìn lái kỳ quá. Kì vậy đây ra. Dạ gì em? Không. Đây là một loại trái cây vùng nhiệt đới. Wow. Có hộp ở giữa đúng không ạ? À? Và cái trái này hình dạng hình tròn và nó có những cái lông 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 tua 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 ra. Đó là. Đó là. Nó có những cái lông 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 tua 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 ra. Đó là. Đó là chôm chôm. Đó là chôm chôm. Ủa? Rồi. Ủa? Chôm chôm mà kỳ vậy? Em theo hình ảnh của anh Lâm phát quả. Nhẽ cái bắp đầm hả anh? Thì em nhìn quả này đúng, quả sầu riêng ạ. Đây là em trả lời chính xác, đây là một loài sống ký sinh. Anh Tuấn diễn cái trò mà anh hay làm giùm em cái. Sau đó nè, bắt ra nhổ nè, móc, đưa đất lên. Trời ơi sao mà hy sinh quá. Con dê chó. Sao con dê chó sao bắt trên đây? Con dê chó. Sao con dê chó sao bắt trên đây? Ủa? Sao không nói? Nhưng mà làm người ta bắt được con chó. Có sẵn rồi. Có sẵn là gọn gàng không? Rồi đó. Quên. Cái này á là phải dễ lát cắt. Bây giờ dễ lát cắt mọi người cũng không biết đâu. Ủa vậy Thanh Long? Dưa hấu hả? Thanh Long hả? Dưa hấu chứ. Nhưng mà 10 giây là đủ làm cái này à. Không, không kịp cái dễ lát cắt ở trên. Giống con nhum nữa. Đúng rồi Thanh Long. Lý tưởng là ngọn đèn sáng chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương hướng xác định. Không có phương hướng thì không có cuộc sống. Lev Tolstoy. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều đúng rồi, cái tôi càng rồi. Bé đúng, 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 đúng. Dài lắm. Dài lắm. Tôi và sự cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Cái tôi. Mày đưa đây để đọc luôn. À, cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hãy cháy lên đi lửa thiên cao nguyên lửa cháy lên qua. Anh ơi, người ta nào? Nam bốn ba, cháu lên ba cho vô mẫu cháu, tụi tôi cháu tôi không có nhà. Không có nhà thì mẹ trong cây cây. Ông bà vào nhà máy, ông bà vui cây cây. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Cái tôi càng lớn thì sự hiểu biết càng bé. Cái tôi càng nhỏ thì sự hiểu biết càng lớn. Bảy 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 Alexander. Trời ơi, cái tôi quá. Alexander. Let the story. Lý tưởng là đèn sáng chỉ đường. Lớn tí. Lý tưởng là đèn sáng chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương hướng. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Cái tôi càng lớn thì sự hiểu biết càng bé. Cái tôi càng nhỏ thì sự hiểu biết càng lớn. Alexander, hiểu không? Rồi. Lẹ đi em, lẹ đi. Thông minh lắm, hiểu à? Ờ, cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Đúng. Cái tôi càng lớn thì sự hiểu biết càng nhỏ. Đúng. Cái tôi càng nhỏ thì sự hiểu biết càng lớn. Thì sự hiểu biết càng lớn. Alexander, hiểu không nữa? Hiểu không? Không có được. Ủa? Không có được hiểu không? Ý thì đúng nhưng mà chưa hoàn toàn chính xác và tác giả sai. Xuống em, xuống em, xuống em. Xuống hết luôn đi để anh nghe lại. Xuống em. Alexander mà. Không có ông nào mà Alexander. Ông Lev Tolstoy nói câu này. Lý tưởng là lẽ sống chỉ đường. Rồi ngâm thơ luôn. À, lý tưởng là ánh sáng chỉ đường. Trời ơi, cái gì đâu. À, lý tưởng là ngọn đèn dầu chỉ đường. Đúng. Lý tưởng là ngọn đèn điện chỉ đường. Lý tưởng là ánh sáng chỉ được, đèn dầu chỉ được, đèn điện chỉ được. Tôi lụi em bây giờ, em nói cái gì vậy? Em bị chó dí, em quên rồi. Tụi em đổ ngừ. Lại đi, câu khác, câu khác. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn. Hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược gió. Máy bay cất cánh ngược gió. Không phải theo chiều gió. Không phải theo chiều gió. Henry Ford. Học hỏi là vật trang hoàng trong cảnh giàu sang, là nơi trú ẩn trong nghịch cảnh,
và là nguồn dự trữ lúc tuổi già. Aristotle. Chào anh. Ừ. Anh đi ra cho đội ta chơi. Đội chậm chạp. Khi mọi thứ đều chống lại bạn, bạn phải nhớ rằng, nhớ gì? Máy bay đang bay theo chiều gió. Bay chiều gió làm sao? Theo chiều gió. Xin lại. ID4. Lại đi cho chắc luôn. Lại đi có một lượt thôi à. Cho em lại đi. Khi mọi thứ đều chống lại bạn. Học hỏi là lúc lực, trăng là lực là vật trang hoàng trong lúc giàu sang. Học hỏi là vật trang hoàng trong lúc giàu sang. Là nơi trú ẩn trong lúc nghịch cảnh. Là nơi trú ẩn trong lúc nghịch cảnh. Và là nguồn dự trữ lúc tuổi già. Lúc tuổi già. Ờ, buôn tác giả đợi xuống. Cái gì vậy quê? Tác giả, đúng rồi. À, học hỏi. Em cập nhật trước nha. Vật cảnh là... À, trời ơi, chết rồi, đội tôi chết rồi. Sao nãy giờ chưa xong nữa trời? Ừ. Hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược gió, không phải theo chiều gió. Ngược gió không phải theo chiều gió. Henry Ford. Henry Ford. Henry Ford, nhớ Henry Ford nha. Henry Ford. Henry Ford. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn, hãy nhớ máy bay cất cánh ngược chiều gió. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn, không phải theo chiều gió. Harry Ford, theo chiều gió, ngược chiều gió, hãy nhớ. Khi mọi thứ dường như đang chống lại bạn. Đang chống lại bạn. Ủa Huy làm gì lâu ta? Quên tác giả anh ơi. Tác giả Aristotle. Aristotle. Anh xin lâm Đồng Nai đã chinh phục ít mơ đời mình. Anh xin lâm Đồng Nai đã cho đời cả thêm sôi vui. Tràn cho đầy nhớ ở Đồng Nai. Da rẻ, đôi. Da rẻ, đôi. Đôi khi mình hay da rẻ, đôi khi mình tưởng mình khỏe, nhưng mà mình thật không khỏe. Hãy nhớ máy bay cái cánh. À hoài vậy. Thành công. Thành công và mỹ mãn. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ máy bay cất cánh ngược chiều gió chứ không phải thuận chiều gió. Harry Ford. Chứ không phải thuận chiều gió. Harry Ford. Nội dung gần đúng 95%. Trời ơi, là nó là đúng rồi. Đúng. Được, nhưng mà luật chơi từ đầu là phải đúng từng từ từng chữ. Vậy giờ mình làm lại lần nữa không? Bên kia là tính. Được không? Có được không? Được. 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 Xuống, đuôi xuống. Nhanh, nhanh, nhanh. Vô. Nguồn dự trữ lúc về già. Dạ. Học hỏi là vật trang hoàng lúc giàu sang là cái gì trong nghịch cảnh? Là nguồn dự trữ lúc tuổi già. Aristotle. Cái gì trong nghịch cảnh á? Là nơi trú ẩn. Ừ. Máy bay cất cánh. Máy bay ngược sao? Ngược chiều gió. Cuốn theo không chiều gió. Không phải theo chiều gió. Cuốn theo chiều gió. Chiều gió bay đường nào? Đi đường đó. Harry Potter. Harry Potter. Khi mọi thứ. Harry Fortuner. Học hỏi là vật trang hoàng trong lúc giàu sang, là nơi trú ẩn trong lúc nghịch cảnh, lúc nghịch cảnh, và là nguồn dự trữ khi về già. Aristotle. Sai ba chữ chưa được. Lại lại mới nãy sai nè. Tôi nói không sai chữ nào chưa á. Khi mọi thứ dường như đều đang chống lại bạn, hãy nhớ máy bay cất cánh ngược chiều gió không phải theo chiều gió. Harry Ford. Sai bốn chữ. Vẫn chưa chính xác. Ủa vậy. Ủa, hả? Cái trai chỗ nào vậy ta? Anh biết xem sai chỗ nào okay. không? Trang hoàng trong dầu cảnh dầu sang. Aristotle. Học hỏi là vật trang hoàng trong cảnh dầu sang, là nơi trú ẩn trong nghịch cảnh, và là nguồn dự trữ lúc về già. Chấp nhận. Ôi. Yeah. Việc hơn người giống mai như trên trời này, nằm trong việc lêu bêu Ernest Hemingway. Ngồi nhìn chiếc lạ. Chị ơi, con chị có quà cáp gì cho con tôi không? Chị, có nghe con em nói. Ủa,
Cho em đọc lại một lần nữa đi. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn. Nhưng chính trong khi chống lại gian khổ. Ồ, hay mày quay. Chẳng có gì cao quý hơn. Rồi sao nữa? Chẳng có. Rồi sao nữa? Chẳng có gì cao quý. Có cái gì không? Hả? Hơn người khác. Trong việc hơn người khác. Em đọc gì từ bên. Chẳng có gì cao quý hơn trong việc hơn với người khác. Chẳng có gì cao quý hơn. Chẳng có gì cao quý hơn việc hơn người khác. Không phải. Ma chờ con hoài. Mà sức mạnh. Ma đợi con mãi. Thôi bây giờ đọc em đọc cái câu. Con không có về. Hiếu ơi, đừng kỹ quá, tới đây cũng chết à, Hiếu ơi. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Mọi việc lại càng khó khăn hơn. Trước hai câu, trước hai câu. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Đó là lũ quỷ. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Mọi việc đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn. Mọi việc lại càng khó khăn hơn. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Chẳng có gì cao quý hơn trong việc ưu việt hơn người khác. Dạ. Mà sự cao quý thật sự nằm trong việc vượt lên chính bản thân mình. Chắc chưa? Chẳng có gì cao quý trong việc ưu việt hơn người khác. Mà sự cao quý nằm trong việc vượt lên trên bản thân mình. Ernest Hemingway. Sai ba chữ. Sai ba chữ nữa nha. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc càng khó khăn hơn. Nói gì nữa? Hết, nói tới hai câu vậy thôi. Chưa. Học từ câu. Ôi trời ơi. Nhưng chính trong khi chống lại gian khổ. Mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành. Nhưng chính trong khi chống lại gian khổ. Chống lại gian khổ. Mà này. Sức mạnh nội tại. Nội tâm. Mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành. Nhưng chính trong khi chống lại. Ma con già rồi. Ma cũng già rồi. Ma sao mệt mỏi quá. Câu này nó lủng củng lắm. Mà sự cao quý thật sự trong việc. Nói câu xa thôi. Sự cao quý thật sự. Sự cao quý thật sự là nằm sao? Nằm trong việc vượt lên chính bản thân mình. Tôi cũng nhắc lại cho ông nữa. Mà sự cao quý thật sự. Ôi thần linh ơi. Chẳng có gì cao quý trong việc ưu việt hơn người khác. Mà sự cao quý thật sự nằm trong. Gì vậy? Từ từ. Nằm trong việc vượt lên chính bản thân mình. Nằm trong việc vượt lên chính bản thân mình. Dư hai chữ. Ủa, cái đúng gì vậy? Chắc tôi đúng vậy mà. Vô nè anh ơi, vô. Em trả lời cho chị biết đó. Rồi, em trả lời đi. Chị phải nhắc bài một câu thôi. Ok, chúc. Chúng ta sống trên đường đời. Gì? Thôi đi về đi. Anh ơi, chúng ta phát triển. Về luôn. Giống như con thiêu thân lao vào cuộc chiến. Chúng ta càng tiến bước thì. Trời ơi, vậy. Thì phải bước chậm chậm. Tôi xin phép cho anh được gieo mình vào ngọn lửa này. Em tỉnh táo lại. Ladies and gentlemen, chẳng có gì cao quý trong việc ưu việt hơn người khác. Hay quá. Sự cao quý thật sự. Dù là của anh ấy, nằm đang ngồi hay mưa dọc em trong nằm ở việc vượt lên chính bản thân mình. Chính xác. Yeah! Khoan, xin lỗi, tác giả là ai? Ernest Hemingway. Ernest Hemingway là một đáp án chính xác. Yeah! Bên phải, nó quẹo bên đây. Bên phải. Đâu, bên trái nó quẹo bên đó. Được. Rồi, bên, rồi, đều đi. Đều. Đúng luôn, hai. Anh Quý, anh tắt vô thuyền không? Hai, tay. Một, hai. Lẹ đi, hiểu tiếng ai ơi. Rồi, xin mời diễn tả được rồi à. Đứng dậy đi anh, đứng dậy lên tới. Đứng dậy lên bờ mà không phải bờ thì phải làm sao? Đi.
tỉnh gì? Cút xuống! Em đi chồng, em đi chồng Phạm Quy. Ủa? Đổi câu khác. Tiếp theo. Chương trình mình, chương trình mình 2 ngày 1 đêm vui quá. Thắng thì được. Vậy? Thắng thì được. Thắng thì được ăn, thua thì không. Vậy? Thắng thì được ngủ. Bước lên đi. Cái này nè. À, thắng thì được ăn. Cái gì dở? Cái gì dở hả? Cái nghĩa mới dở. Quên. Nói lại. Chương trình mình được ăn ngon. Ủa là sao? Nên đỡ Kiều Minh Tuấn. Cho Kiều Minh Tuấn xuống nước cùng em luôn. Chương trình này là chương trình 2 ngày 1 đêm. Thắng. Nếu mình thắng thì được. Ăn. Không phải dở. Ngon. Đúng. Nói đi. Chương trình mình phải. Chương trình này là chương trình 2 ngày 1 đêm. Ừ. Ăn ngon. Ừ. Vậy. Ngủ. Đúng. Sao? Ngon. Nó vô bằng chữ đầu, chữ cuối của chương trình. Nó vô bằng chữ cuối. Đăng ấm niệm gì? Em. Ngủ em. Nói yeah. Lại. Hai ngày một đêm. Ăn ngon ngủ em. Ăn ngon ngủ em. Yeah. Chính xác. Yeah. Em. Sinh vật mà xòe cái đuôi đẹp thiệt đẹp. Không. Nó là gì? Ba chữ. Nó thuộc loại gì? À, chim. Đúng. Cái gì? Được. Ừ, con chim không? Đúng. Yeah. Đúng. Yeah. Nó làm gì? Con chim công múa. Không. Không. Cái này mà banh ra gọi là gì? Tòe. Mà banh ra. Con chim công tòe. Rồi. Xe cái này nè. Con chim công xòe nát xòe tay xòe nát xòe tay xòe nát xòe tay xòe tay xòe cánh xòe cánh sao chứ cánh có gì lông lông rồi nấu vô nấu vô con chim công xòe lông đúng rồi xòe lông làm gì quạt nói lại con chim công xòe lông quạt trời ơi con chim công xòe lông múa quạt không chính xác con chim công xòe lông múa quạt không chính xác biết thiệt thôi à rồi chưa rồi Mình đang làm gì đây? Treo thuyền. Đúng. Ở đâu? Ở sông. Con tôm. Không phải dưới. Trên. Cái này là cái gì? Treo thuyền trên sông. Đúng. Rồi. Ở trong này không vui. Buồn. Cháo gì? Cháo hả? Cháo ăn cháo gì? Cháo lòng. Treo thuyền trên sông lòng. Đi. Lòng buồn. Rồi. Đúng. Rộng lớn á. Buồn rộng lớn lắm. Ở treo thuyền trên sông. Lòng buồn bao la. Phải. Ủa? Sao cái đồng lúa này nó lòng buồn mênh mông đúng yeah. Rồi nói vô chèo thuyền trên sông lòng buồn mênh mông sao hồi nãy giờ là cái câu toàn là chơi chữ không nha rồi chơi chữ hả anh thay vỏ nằm đau bữa ăn bún gì bà dọc bữa ăn bún cua đúng trước con cua đúng yeah. Rồi gì bạn của đó là đồng loại của đó con còng đúng yeah. Nói lại con cua còng bậy chưa cái nên nó đâu được bước lại con cua đúng rồi con còng yeah. Con cua, con còng, cạp đầu. Con cua, con còng, cắn. Rồi.
ở dưới này bàn còn nhỏ. Con cua, con còng cắn con ốc. Con đâu phải lỡ à, đập đi, đập con đi. Con cua, con còng cắn con cá cơm. Yeah, đập đi, đập con đi. Con cua, con còng cắn con cá cơm. Yeah, yeah. Tết, 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 tết. Nè, nè. Khi mình vui, mình thể hiện. Vui. Từ từ, nghe đó. Nghe tập đó. Khi mình vui, mình thể hiện thiệt là to. Thì gọi là ba chữ. Trái nghĩa không? Cười, thật to. Một từ thôi. Cười. Rồi. Tự hào hả? Cười bớt. Không, hai chữ. Hai chữ đồng âm. Cười ha ha. Đúng rồi. Đó, đúng rồi. Chữ phía sau xem dấu hỏi. Cười ha ha. Đúng yeah. Rồi. Đồng nghĩa cẩn thận. Cẩn thận chân. Đây. Đây. Ba. Không có. Chị sao? Chị sao? Em nâng. Chị ngã em nâng. Ngã không phải trên. Không phải lên. Ngã xuống. Rồi, đổi lại. Cười ha hả? Coi chừng ngã xuống sông. Đúng chưa? Chính xác. Cảm ơn các bạn. Các bạn đã đủ 5 câu rồi ạ. Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.